tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 7, các đại biểu đã tập trung thảo luận về nhiều nội dung trong báo cáo chính trị trình đại hội để làm rõ hơn, thấu đáo hơn những kết quả hạn chế, bài học kinh nghiệm trong phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng đảng nhiệm kỳ vừa qua. Hoạch định cho tiến trình xây dựng và phát triển ở nhiệm kỳ mới, đại biểu cũng đã có nhiều ý kiến phân tích sâu sắc. Phát biểu qua thảo luận trực tiếp tại hội trường, qua thảo luận tổ, 22 ý kiến của các đại biểu còn được trình bày bằng tham luận. Chúng tôi có ghi nhận sâu về các tham luận tại Đại hội Đảng bộ lần thứ 7 để chuyển đến quý vị. 22 tham luận gửi về Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần 7, nhiệm kỳ 2020-2025, có 10 tham luận được trình bày trực tiếp tại đại hội. Hầu hết tham luận tập trung, đánh giá, phân tích và đề xuất đối với các vấn đề kinh tế. Tham luận của Sở Kế hoạch và Đầu tư đưa ra những nhận định về ưu thế tiềm năng gắn với biển của Bà Rịa Vũng Tàu, từ đó đề xuất những giải pháp thiết thực để phát huy lợi thế này. Để phát huy lợi thế, tiềm năng kinh tế biển, hướng tới phát triển bền vững, đòi hỏi phải huy động sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư, kết hợp với quy hoạch tốt, chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng về đất đai, giải quyết các thủ tục hành chính cho dân, cho doanh nghiệp nhanh hơn nữa. Đó là yêu cầu đặt ra tới đây các ngành các cấp cần tập trung thực hiện. Qua đây xin đề xuất với đại hội một số giải pháp như sau. Trước tiên là tiến hành rà soát lại các quy hoạch, kịp thời bổ sung, điều chỉnh những bất cập của quy hoạch, bố trí không gian phát triển các khu công nghiệp, dự án cảng, logistics, du lịch, các đô thị ven biển phù hợp với điều kiện tự nhiên của từng vùng đất. Tiếp theo là thực hiện cơ cấu lại ngành công nghiệp, tăng năng lực cạnh tranh của hệ thống cảng, khai thác thủy sản, phát triển ngành du lịch thủy sản theo hướng bền vững, chất lượng, nâng tỷ trọng đóng góp của ngành trong GDP của tỉnh, tiếp tục huy động nguồn lực để đầu tư các đô thị ven biển. Trong phát triển kinh tế vùng, Phú Mỹ là tâm điểm để tạo nền tảng cho Bà Rịa Vũng Tàu hiện thực hóa mục tiêu trở thành tỉnh mạnh về công nghiệp và cảng biển. Vì vậy, vấn đề xây dựng đô thị Phú Mỹ được phân tích sâu trong tham luận của Đảng bộ thị xã Phú Mỹ. Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Phú Mỹ đã xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, cụ thể như sau: tập trung phối hợp rà soát điều chỉnh quy hoạch để định hướng phát triển đô thị Phú Mỹ bền vững gắn với lợi thế về công nghiệp cảng biển, hướng tới tiêu chuẩn đô thị loại 1 trong tương lai, đặt đô thị Phú Mỹ trong không gian quy hoạch phát triển của tỉnh và của vùng thành phố Hồ Chí Minh để khai thác tối đa lợi thế so sánh về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý của thị xã. Cảng Cái Mép Thị Vải được xác định là đòn bẩy kinh tế không chỉ của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong giai đoạn hiện nay, mà với cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, và cạnh tranh ở cụm cảng Cái Mép Thị Vải không chỉ là cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cảng mà là cạnh tranh quốc gia. Vì vậy, những năm gần đây, Chính phủ cũng đã có chỉ đạo các bộ ngành khẩn trương hoàn thiện giao thông kết nối các địa phương để tối ưu hóa chi phí dịch vụ hậu cần cảng Logistics. Liên quan đến vai trò của cụm cảng Cái Mép Thị Vải, vấn đề tăng tốc hoàn thiện giao thông kết nối vùng được Sở Giao thông Vận tải đề cập trong tham luận trình bày tại đại hội với những giải pháp quyết liệt. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang nghiên cứu áp dụng phương thức đầu tư PPP, nguồn vốn nhà nước kết hợp với nguồn vốn xã hội để đầu tư tuyến đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu để kết nối Bà Rịa Vũng Tàu với cao tốc quốc gia và giảm áp lực cho quốc lộ 51. Thứ hai, đối với cầu Phước An, sau khi dự án được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt, sẽ tích cực phối hợp với các bộ ngành liên quan trình Quốc hội, Chính phủ bố trí nguồn vốn trung ương kết hợp nguồn vốn địa phương để đầu tư xây dựng cầu Phước An kết nối đường cao tốc, đường liên cảng Cái Mép Thị Vải với đường cao tốc Bến Lức Long Thành. Đại hội cũng đã nghe tham luận của các sở ngành, đề cập thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh, đầu tư về nhân lực lẫn công nghệ cho tiến trình hội nhập sâu rộng, huy động nguồn lực xã hội hóa cho những dự án, đề án phục vụ dân sinh, phát triển các đô thị, nhất là đô thị thành phố Bà Rịa, xứng tầm trung tâm hành chính, chính trị tỉnh. Nhiều tham luận cũng tập trung phân tích, đề xuất giải pháp trong tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị. Các tham luận đều nhấn mạnh, xây dựng đảng là yếu tố then chốt quyết định thành công trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết đảng bộ đặt ra. Những tham luận gửi về đại hội được tổng hợp và sẽ đưa vào giải pháp lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khóa 7 để góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020-2025.
tội phạm ma túy và tội phạm. Thưa quý vị, qua 3 ngày làm việc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 7 nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành trọn vẹn các nội dung đề ra. Đặc biệt, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 7 nhiệm kỳ 2020-2025 đã được các đại biểu tập trung biểu quyết và thống nhất cao những mục tiêu, chỉ tiêu làm cơ sở cho tiến trình xây dựng và phát triển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó xác định những khâu đột phá, chiến lược và nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ. Nhóm phóng viên thời sự tiếp tục có mặt tại hội trường và ghi nhận những suy nghĩ, tình cảm chia sẻ của các đại biểu tham dự đại hội. Đại hội Đảng bộ lần thứ 7 của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã thành công tốt đẹp. Thì qua một cái cuộc bầu cử rất là chuẩn xác và đã chọn ra những cái đại biểu ưu tú để đứng trong hàng ngũ của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tất cả những người dân cũng như cộng đồng doanh nghiệp rất mong rằng lực lượng đội ngũ tỉnh Đảng bộ lần này sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Đảng bộ công ty cổ phần cao su Bà Rịa mong rằng trong cái nhiệm kỳ 2020-2025 chúng tôi sẽ chuyển đổi mạnh mẽ và sẽ tạo cái công ăn việc làm của công nhân cao su. Mong rằng là sự quan tâm của tỉnh sẽ tạo điều kiện cho công ty chúng tôi phát triển bền vững. Chúng tôi rất là mong muốn là cái nghị quyết của đại hội, chương trình hành động của đại hội sẽ sớm đi vào cuộc sống. Trong đó có những cái lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh để phục vụ để phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bản thân tôi rất kỳ vọng vào ban chấp hành khóa mới sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu để làm sao khai thác tối đa những tiềm năng, những lợi thế của tỉnh nhà, phát triển kinh tế gắn với văn hóa xã hội, nâng cao đời sống vật chất cũng như là đời sống tinh thần của nhân dân và có những giải pháp thật là quyết liệt để bảo vệ môi trường sống, để làm sao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu của chúng ta là một nơi đáng đến, nơi đáng sống và phát triển một cách bền vững.